Bộ ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 6 lên án vụ tấn công ở Đắk Lắk làm 9 người thiệt mạng mà Việt Nam nói là hành vi khủng bố và cáo buộc một tổ chức ở Mỹ đứng đằng sau chỉ đạo. Ngày 20 tháng 6 tại hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên hợp quốc tổ chức tại New York, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, cục trưởng cục an ninh nội địa Bộ Công an Việt Nam, gọi vụ tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 là hoạt động khủng bố có tổ chức được thực hiện theo lệnh của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ. Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân tổ chức đã dung túng hậu thuẫn chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này, đồng thời kêu gọi các quốc gia tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự, ông được Cổng Thông tin Bộ Công an dẫn lời nói. Không rõ tổ chức ở Mỹ này là ai, đại diện của hai nhóm đấu tranh người thường ở Mỹ mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email ngày thứ năm, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Hoa Kỳ là đối tác và bạn hữu của Việt Nam và chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ tấn công này, email nói. Việt Nam đã liệt ít nhất ba tổ chức của người Việt ở nước ngoài, đa phần ở Mỹ, vào danh sách tổ chức khủng bố bao gồm Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Triều đại Việt. Nhưng Bộ Tài chính Mỹ không cho rằng các nhóm này là khủng bố và không đưa vào danh sách trừng phạt hay phong tỏa tài sản.